sẽ là video xoay quanh về việc sạc pin trên iPhone mà mình nghĩ các bạn cần phải xem. Đầu tiên là các bạn đừng vừa sạc vừa chơi, vì điều này sẽ rất là ảnh hưởng đến pin. Thứ hai là khi sạc pin, các bạn nhớ gỡ. Không được. Trở lại. Thứ hai là khi sạc pin, các bạn nhớ gỡ lớp lưng này ra để máy được tản nhiệt tốt hơn nha. Thứ ba là các bạn đừng để điện thoại ở cái tình trạng pin yếu rồi mới sạc. Việc mà các bạn sạc ở các cái phần trăm pin cao thì dòng điện vào trong viên pin sẽ nhỏ hơn, đồng nghĩa với việc nhiệt độ sẽ không phát sinh quá nhiều. Cái việc này sẽ giúp cho viên pin của bạn được bền bỉ hơn. Và tiếp theo là các bạn đừng ngại cái việc mà sạc pin qua đêm nha, vì nó không ảnh hưởng gì đến viên pin hết á. Hệ điều hành của iPhone đủ thông minh để quản lý viên pin cũng như là dòng điện bên trong viên pin của bạn. iPhone sẽ tự động ghi nhớ lịch trình thức giấc của bạn mà trong quá trình sạc pin qua đêm đó. Khi mà điện thoại sạc được tầm khoảng đâu đó tầm 80-90% mà trời vẫn chưa sáng thì máy sẽ tự động ngắt dòng sạc. Và khi các bạn chuẩn bị thức dậy thì máy sẽ lại tiếp tục sạc pin. Đến khi mà các bạn thức giấc hoàn toàn rồi thì máy sẽ sạc đầy 100% pin cho bạn. Và